Nhung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm gà chay. Các bạn nhìn nó hấp dẫn mà nè. Mình có thể xé ra nha các bạn. Hoặc là xào nấu các bạn tùy theo thích nha. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện với Nhung nha. Nhìn nó hấp dẫn mà dai nè. Nhung xé sợi ra nè các bạn. Các bạn có thể xào sả ớt nè. Được nhiều món lắm. Nếu mà các bạn không có mì căn đó thì các bạn làm theo cái cách Nhung chỉ là bột mì và làm ra thành bột mì căn nha các bạn. Mì với đậu hũ thôi, hai cái là mình ép với nhau luôn nha. Đậu hũ mình cũng ép, rồi cái bột mì mình làm ra cái bột mì căn đó mình cũng ép khô luôn nha, đừng có cho nước gì hết nha các bạn. Hai cái mình ép nó vô rồi xong mình xay nêm nếm xay lại nha. Còn Nhung có mì căn thì các bạn nào có mì căn thì mình làm bột mì căn, còn không có thì mình làm theo cách đó nha. Các bạn làm gỏi cũng được nha, gỏi gà. Gồm có nguyên liệu ở đây là 500 g đậu hũ. Đây là bột mì căn. Mình sẽ làm chung luôn luôn các bạn. Nếu mà các bạn không có bột mì căn thì mình có chỉ cách làm bột mì căn đó. Mình lấy bột mì mình làm bột mì căn nha. Là mình mua cái bột mì căn này dễ cho nên mình làm cái bột mì căn. Cái công thức Nhung có đã làm chỉ cách rồi làm mì căn rồi. Thì các bạn làm theo nha. Đây là bột nêm. Muối, đường, tiêu. Đây cái màu vàng vàng này á, là tức là gừng nha các bạn. Này là bột gừng. Còn đây là bột hành nè các bạn. Hành á Nhung xay nhuyễn ra. Bây giờ Nhung sẽ lấy đậu hũ Nhung luộc nha. Bây giờ Nhung bắt nồi nước lên cho nó sôi rồi thì mình sẽ cho vào nha các bạn. Một bịch mì căn ở đây là 250 g. Bây giờ Nhung sẽ cắt cái bao cho vào tô nha. Để cái nước nó chuẩn bị nó sôi cho vào nha. Giờ Nhung phải chuẩn bị cái rổ này nè các bạn. Lát nó Nhung ép đậu hũ nha. Mình đè ép nó cho nó khô hết nước. Bây giờ mình trụng sơ qua cho các bạn. Mình không có cần phải trụng lâu lắm nha. Bây giờ cái đậu hũ mình nó trụng sơ qua rồi các bạn. Giờ Nhung sẽ vớt ra nha. Bây giờ mình sẽ giấy cái tô. Mình sẽ dằn rồi kiếm cái chai nước mình đè lên nha các bạn. Đè cho nó ép hết nước nha. Đó, mình lấy cái chai nè. Mình sẽ đè lên. Mình đè kiểu này nè các bạn. Mình cho hai cái chai nước luôn. Hai chai này là 3 lít. Hoặc là các bạn kiếm cái gì nặng nặng các bạn dằn lên. Mình để chừng khoảng chừng 5 phút rồi các bạn. Bây giờ Nhung có cho vào cái máy sinh tố. Đây là Nhung dùng là 200 ml nước nè các bạn. Các bạn nêm nếm vừa nha. Cho nước vào đây. Đây là một muỗng cà phê và đường. 2 muỗng cà phê bột nêm chay. 1 muỗng cà phê tiêu. Bây giờ cái miếng đậu của mình nè các bạn. Bây giờ nó khô ráo hết trơn nè. Đó. Mình sẽ xé vô trong cái máy sinh tố thôi nha.
Rồi cũng cho một muỗng cà phê bột gừng. Muốn cho 2 muỗng cà phê hành khô. Hành khô đây các bạn. Tôi chuẩn bị bây giờ chúng ta xay nát hết rồi các bạn. Cái bột mì căng á, nó gặp trước á thì nó hút lẹ lắm các bạn. Giờ mình sẽ trộn lên liền để cho nó hút nước. Bây giờ chúng sẽ nhồi nha các bạn. Chỉ nhồi cho nó sơ qua rồi lát nữa mình đánh bằng cái máy kia cho nó nhồi lửa một lần nữa. Giờ chúng sẽ cho vào cái máy này nha các bạn. Máy này có lưỡi dao bằng sắt nha. Chúng sẽ chuẩn bị xay. Như vậy đó xong rồi nè các bạn. Giờ cũng cho lại cái tô cũ của nó. Các bạn cứ cho khoảng chừng 2 muỗng canh vô ăn nha. Có dầu ăn vô thì rồi nó không có bị dính tay. Hồi nãy nó dính tay á các bạn. Như vậy là xong rồi nè. Giờ Nhung sẽ bó lại nha. Nhung sẽ lấy cái bao mà triệt nhiệt nóng á, Nhung sẽ quấn lại. Nhung dùng cái bao này các bạn. Nếu mà các bạn ở Việt Nam mà không có thì các bạn gói giấy bạc không cũng được nha các bạn. Nhung dùng cái này ở trong, giấy bạc ở ngoài. Hoặc là các bạn gói lá cũng được nha các bạn. Nếu mà các bạn có lá đó, bạn gói lá. Mình cứ quấn cho nó chặt vô, cho nó thành khối vô, bóp như này các bạn. Như nè. Giờ mình gói giấy bạc lên nha. Các bạn xiết nó vô vậy nè thì nó mới tròn. Giờ chúng mới cho vào cái sửng hấp cho các bạn được 5 cái nhỏ. Chờ nước nó sôi chúng sẽ bắt lên. Nếu mà các bạn làm cái bột mì á, thành mì căng á, các bạn đừng có cho nước nha, tại vì cái mì căng nó Nhung làm á, là nó hút nước. Còn các bạn làm bằng cái bột mì á, chỉ với đậu hũ thôi nha, đừng có cho nước nha. Nhung chỉ cách để cho các bạn làm cho nó chính xác ha.
Giờ sẽ bắt nước lên nha các bạn. Bắt cái sửng lên mình hấp. Giờ mình đã hấp xong 50 phút nha các bạn. Giờ nhúng tắt nha. Các bạn thấy nó nứt ra luôn nè. Nó nở á. Không phải chờ để cho nó nguội sáng mai nha. Giờ bên đây tối rồi các bạn. Để sáng mai cho nó nguội nha. Cái gà chay của mình nó xong nha các bạn. Nó nguội rồi đó. Giờ dưng 6 cái bao ra nè. Nhìn nó ngon không? Đây, giờ nhung nó lột xong hết rồi các bạn. Bây giờ cái gà của mình vẫn sẽ xé cắt ra nha các bạn. Các bạn có thể cắt ra từng sợi nha các bạn. Nè. Đó, giờ các bạn cứ xé ra thôi. Các bạn nhìn thấy ngon không? Đó, thì mình xé ra vậy nè. Các bạn có thể xào xả ớt. Nó có cái đậu hũ luôn đó các bạn. Nó dai. Bây giờ gà chay của mình đã xong rồi các bạn. Nhìn nó hấp dẫn và ngon nè. Dai. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha các bạn. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc nha. Xin chào.